Tập 22 nàng dâu thời nay với những chia sẻ chân thành, ấm áp đến từ hai gia đình. Cũng yêu thương con dâu nhiều. Nó cũng có cái là cũng dễ thương mà có một cái cũng nó hơi nóng tánh lắm. Rất là nóng tánh. Những câu hỏi kiến thức vô cùng thú vị. Cá nào có tên giống một mùa? Kết hợp cùng trò chơi mang tính kết nối gia đình từ chương trình. Cảm giác đúng thì mình lấy ra đi. Đúng rồi, đi. Mẹ ơi, nhanh lên. Sẽ tạo nên tập 22 nàng dâu thời nay với nhiều kỷ niệm đáng nhớ dành cho hai gia đình. Thích đi, sum họp. Và bây giờ hai gia đình hãy cùng lắng nghe thử thách. Kính mời quý khán giả đón xem tập 22 nàng dâu thời nay phát sóng vào lúc 19:15 ngày 2 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.